Nếu bạn muốn mua robot thì hãy đến với shop robotviet.com. Ở đây bán robot giá rẻ và uy tín. Các bạn có thể yên tâm mà mua robot nhé. Ok. Ok, hello mọi người, mình là Mai Phương đây. Thì như tiêu đề các bạn cũng đã biết thì mình đã vào được cái ad Mai Phương rồi nha mọi người. Và đây sẽ là một cái video thông báo đến các bạn là những bạn nào là quan tâm tới việc giveaway như mình đã hứa là sẽ giveaway 1.000 robot ấy. Thì việc tổ chức giveaway sẽ diễn ra ở Discord Nam Chạy Gà Và Mây nha. Thì cái link của cái Discord mình sẽ để ở phần mô tả video cũng như là comment game để các bạn có thể tiện mà vào được và tham gia giveaway. Thì giveaway mình đã bắt đầu từ lúc mà mình quay video này rồi và sẽ kết thúc vào 7 giờ tối trong ngày hôm nay luôn. Cho nên là những bạn nào coi được video này thì hãy nhanh chóng vào tham gia giveaway. Nói chung là mình vào được cái ạc rồi, mình rất là vui luôn. Hình như là Roblox nó không có xóa cái gì hết trơn á mọi người. Chắc là những vật phẩm này vẫn còn nguyên mà nhỉ. Còn nguyên, những vật phẩm này còn nguyên. Robot cũng còn nguyên luôn. Nói chung là mình chỉ bị lần đầu là bị delete ad, xong rồi gửi phản hồi bên Roblox, xong thì mình bị ban 3 ngày cảnh cáo. Thì bây giờ mình đã vào được rồi. Nói chung là đây là một cái bài học đắt giá, quý giá của mình. Mình sẽ không bao giờ dại dột thêm một lần nữa đâu. Trời ơi. Rồi bây giờ thì mình sẽ vào phần Discord cho các bạn xem nhé. Đây là phần giveaway ở Discord Nông Trại Gà Và Mây nè mọi người. Mình đã tổ chức 2 giveaway luôn nha. Một cái là 1.000 robot, là mỗi người là 10 người chiến thắng, mỗi người sẽ được 100 robot. Cái giveaway thứ hai thì sẽ là kết bạn Roblox với mình. Thì những bạn nào mà xin kết bạn với mình á thì các bạn đừng bao giờ xin nữa. Tại vì mình chỉ kết bạn Roblox khi mà tổ chức giveaway như thế này thôi. Đây. Lâu lâu những có dịp gì đặc biệt thì mình sẽ tổ chức giveaway các bạn như thế này. Thì ở trên là 10 người thắng giải và ở dưới cũng là 10 người thắng giải luôn. Ok. Đấy, các bạn lưu ý cho mình nha. Thì hãy để ý giờ giấc tham gia giveaway ở Discord nhé. Ok, và đây là cái thông báo của mình thôi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.